Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay á là mình sẽ unbox và review một cái ghế mà mình mới mua ở Anaconda cho mọi người xem. Đó, tại vì cái ghế cũ của mình là nó cũng bị hư rồi, cho nên là mua cái ghế này. Lúc mình mua là nó sale nửa giá so với giá gốc. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ghế này nhá. Đây, ghế này. Loại này thì nó sẽ to hơn cái ghế cũ của mình tí xíu, nhưng mà ngồi thì nó sẽ rất là êm. Ghế này là của Austral. Đây. Rồi, loại ghế này là loại Commander Chair. Đó, đây là cái hình của cái ghế này. Thì cái ghế này á, là nó chịu được maximum là 200kg. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá. Đây này. Nó á, thì nó cứ khoảng vậy. Đó, dài chắc nếu mà pack lại dài chắc cứ khoảng hơn mét. Rồi, mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Cái túi này thì nó khá chắc chắn. Cái màu ghế này thì mình cũng khá ưng. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá. Đó. Ok. Đó. Rồi cái ghế này á, nó sẽ có cái handle ở đây. Rồi bên này có cái armrest nữa. Cho vào đây. Okay. Chỗ này là cái chỗ để ly này, hoặc để bình nước. Bên này là có cái túi để đồ nhỏ nhỏ này, chưa? Yeah. Rồi, thì cái ghế này á, tại sao mình chọn cái ghế này á, là tại vì nó có cái dây này này, là để giống kiểu nó support cho cái lưng của mình á, lúc ngồi xuống thì nó sẽ đỡ bị đau lưng hơn. Thì mình kéo cái này căng lại, sau này chúng ngồi thử. Rồi. Bên này cũng có một dây. Lúc mình ngồi thử ở ngoài Anaconda thì nó rất là êm. Rồi, sau ghế sẽ có một cái chỗ để đồ nữa. Đó. Rồi cái armrest này này là có cái adjust về cái độ cao của cái tay bàn lúc ngồi xuống để vậy ha. Nhưng mình để tạm như vậy cái đã. Rồi. Đó, nhìn nó rất là chắc chắn luôn nha mọi người. Đó. Cái adjust ở sau của cái armrest này á, là để cho cái tay này nó không bị xuống thấp quá này. Đó. Đấy, là cái ghế này. Thì mình sẽ ngồi thử này. Wow, êm. Nhưng mà phải adjust lại cái lưng cho nó ôm vào trong người một tí nữa thì lúc ngồi cảm thấy nó thoải mái hơn. Đây, để kéo cái dây này. Rút nó vào. Để hai bên cho đều là ok. Rút bên này nữa. Đó, mọi người thấy nó rút vào không? Rồi, cái armrest này chắc là mình cũng nâng lên tí xíu. Đó. Cho hai bên bằng nhau. Ok, thử lại nhá. Cái armrest này hơi cao. Đó, cái ghế này là nó hay cái là nó adjust được tất cả mọi thứ để phù hợp với nhiều người á. Cho nên nó sẽ thoải mái hơn. Rồi, thử lại nha. Khi mà lần đầu setup như vậy xong để vậy là lần sau là ok.
Dạ, mình thấy thoải mái đó. Chắc thử rụt cái lưng lại thêm tí nữa xem khác biệt gì không. Thấy nó căng cái chỗ này không? Đó, bình thường ngồi mấy cái ghế cũ của mình là cái chỗ đó nó hay bị trúng á. Dạ, yeah, ngon lành rồi này. Đó. Còn đây thì để cái ly, để mình đi kiếm cái chai mình bỏ vào cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình có hai cái chai nước này. Là chai này mình hay xài này. Chai thermo là chai giữ nhiệt á, giữ lạnh và giữ nóng luôn. Mình hay xài để uống nước rất là tốt, mua ở Costco. Đó, thì nếu mà người muốn mình review về cái này thì nhớ thả cái bình luận để sau này mình biết mình review cho mọi người xem nha. Thì mình biết chai này vừa không? Còn đây là một chai nước suối bình thường này. Đó. Thì bây giờ để vào đây xem. Đó, chai nước suối là rong rải thoải mái này. Rồi. Bây giờ để tạm ở đây. Cho chai này vào. Nếu mà vừa là quá hợp lý luôn á. Không vừa. Nó có cái lớp bảo vệ. Đây thì mình thử tháo cái lớp bảo vệ này đứng dưới thử xem nha. Vừa khít. Đó, nó cũng hay. Nói chung là có cái option đó. Nhưng mà vừa khít vừa đẹp luôn. Đó thì cái lớp này là chỉ có để lên để xuống cho nó êm thôi. Phải nó đỡ xước cái đáy bình này thôi. Chứ nó cũng không sao hết. Đó. Ngon lấy. Ê, hợp lý ha. Rồi nếu mà muốn xài lại cái lớp bảo vệ này thì cho vào như vậy là ok. Còn không thì ai không có chai đó thì cho chai nước bình thường vào là hợp lý. Đó, thì mình ngồi cái này á, là mình thích gọi là cả cái vai của mình này với cái lưng á, là nó rất là kiểu nó ốm á, nó giống như ghế xe hơi, nó ốm vào người á, rất là thoải mái luôn. Đó. Rồi hai cái để tay này này. Đó. Là nó dày dặn chắc chắn. Đó, thì những cái ghế mà rẻ tiền á, thì ngày xưa mình mới đi cắm trại á, mình cũng start từ những cái rẻ xong rồi lên dần dần, chứ không phải đúng cái là mua cái ghế này đâu. Với cả là những cái này thì mình thường đợi giảm giá mình mới mua, chứ mình không mua full price. Tại vì ghế này full price á, là 170. Rồi giá mà thành viên của Anaconda á, là 110. Đó. Rồi khi mình mua là nó sale nửa giá, từ cái giá gốc, từ cái giá 170 á là cỡ khoảng 85 đồng. Đấy, thì nó hợp lý so với cái chất lượng của cái ghế này. Rồi thì mình rất là happy với cái ghế cắm trại này mà mình mới mua luôn. Đó, thì vì là đi cắm trại á là các bạn chủ yếu là ngồi, cho nên là một cái ghế để tạo cho các bạn cái cảm giác thoải mái á thì nó rất là xứng đáng. Đó, thì nếu trong tương lai á, nếu mà có dịp mình sẽ review những cái ghế mà cắm trại, ghế camping mà mình đã sử dụng qua. Và mình sẽ, nếu có điều kiện á, mình sẽ mượn thêm một số ghế của bạn bè mình nữa để mình tổng hợp lại, mình review cho tất cả mọi người xem là ghế nào thì nên mua và ghế nào thì có cái tốt và có cái xấu của nó, để cho mọi người biết, để mọi người có cái idea là nếu mà đi sắm ghế thì sắm một lần thì sắm luôn, khỏi phải như mình là phải xài thử cái này cái khác rồi mới có một cái ghế tốt nhất, hợp lý nhất để mà ngồi. Đó, thì nếu ngồi thoải mái thì ngồi lâu thì các bạn sẽ bị đau lưng. Đó, thì gây cảm giác mà khó chịu. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại toàn cảnh cái ghế này cho mọi người xem một lần nữa cho nó kỹ nhá.
Thì lúc này là mình mới quay cho mọi người cái cảnh là mở hộp setup cái ghế này lần đầu là như thế nào đây ha. Là lần sau mọi người chỉ cần mở ra, lắp hai cái armrest này vào là ok, xài được luôn, chứ không cần phải adjust mấy cái dây như mình vừa nãy nữa. Tại vì đó là mới mua về cho nên phải setup như vậy. Rồi, bây giờ mà pack thì như thế nào? Trước tiên là lúc đầu mà mình coi ghế là mình cũng phải mất một vài phút để mà figure out, là tại vì không có cái người mà bán hàng ở đó, cho nên mình phải tự figure out ra là làm sao để pack cái ghế này lại. Còn như bình thường là chỉ cần gập cái ghế này vào cái là ok, mà hôm đấy cũng tìm hiểu mãi mới được là phải á, mình phải thêm một ông tây cùng mua cái ghế này nữa, là hai người cứ may mò mà không nở được. Cuối cùng mình vẫn tìm ra là giờ cái armrest này ra, cho qua phía bên này, gập nó xuống đó. Bên này cũng như vậy. Trong này có cái nút ấn này mọi người. Thấy chưa? Đó, rồi. Bây giờ giơ ra này, ấn lên. Đó. Xong cho qua phía bên này. Cho sau gập lại. Ok chưa? Rồi, bây giờ như cái ghế camping bình thường thôi. Là kéo nó vào. À, lúc này mình quên nói với mọi người một điểm nữa. Là cái ghế cắm trại của mình mà ghế cũ á, nó hay bị hư á. Và đa số những cái ghế mà rẻ nó hư ở chỗ nào là cái chỗ armrest này này. Tại vì á là bình thường mình ngồi mình hay tì tay xuống đấy nè, là cái chỗ này á mà ghế mấy cái ghế rẻ á là nó hay bị toạc ra nếu mà làm mỏng. Thường thường là hay có cái nhựa dẻo ở đấy á, là ngồi xuống tì một thôi là cái nhựa nó bị nứt ra, xong nứt dần xong cái nó rách ra ngoài cái vải này luôn, là xong là cái ghế đó là dục rồi đó. Đấy, là ví dụ như cái này này. Cái vòng này này là để chịu lực của người mình luôn. Thì cái ghế này nó kêu chịu lực tới 200 kg, cho nên nó làm bằng cái vòng bằng sắt này. Đó. Thì nó sẽ đỡ hư hơn. Yeah. Đó là một cái điểm nữa mà lúc này review cái ghế mình quên nói với mọi người. Thì may là mình nhớ ra là nó mắc tiền là ở những cái chỗ này. Đấy, cái trên này với cái ghế này. Đó. Rồi, gập cái này xuống. Rồi bây giờ chỉ có gập lại như vậy. Đó. Chưa? Yeah. Rồi bây giờ cho vào cái bao, cái túi của nó. Đây mình để lên trên này cho nó sạch này. Thêm một cái điểm nữa là khi mà đi cắm trại mà pack cái ngay pack đồ á, là để đi về á, là tụi mình sẽ dùng cái khăn để mà lau dưới cái chân ghế này này. Đây, chỉ là lau sơ thôi, cho nó đỡ bụi thôi. Đó. Tại đi cắm trại ngồi ở mấy cái đất bùn này này, mấy ngày thì nó dơ. Đó, lau sơ như vậy để cho vào trong bao để mà cất á, thì nó sẽ sạch sẽ và nó sẽ đỡ sửa ghế, đỡ dơ ghế hơn. Yeah. Rồi, cho vào cái bao này. Là mình pack lại xong xuôi và sẽ cất vào trong xe thì nó sẽ như thế này thôi. Rồi, thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Clip hôm nay tới đây sẽ kết thúc. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Nếu mọi người xem video review này của mình thì hay thì nhớ like, share, comment để ủng hộ cho channel của tụi mình nha. Tụi mình là YNK Adventure. Thì trong tương lai, nếu mà mọi người muốn mình review những cái sản phẩm nào về đồ cắm trại nữa, thì xin mọi người hãy để lại cái bình luận ở phía dưới để mình biết, để mình tìm hiểu thêm và có cơ hội để review cho mọi người cùng biết nha.